buồn quá trời ơi. Bà không thấy bà còn hỏi tôi nữa. Trời ơi mấy bạn ơi, bạn nhìn nè. Hiện tại bây giờ tiệm net của tôi nó đã bị đóng cửa rồi bạn ơi nè, mấy bạn thấy không? Nó để là tạm thời đóng cửa nè, nói không? Nó đổi tên của mình luôn rồi. Sao vợ tôi nhớ tập trước còn gọi là làm ăn phát thịnh phát đạt lắm mà, sao bây giờ đóng cửa rồi? Trời ơi mấy bạn có nhớ không? Trong tập trước á là tôi với Sammy á là đã mượn tiền ngân hàng để bọn tôi nâng cấp máy tính nè, bạn coi nè đó, bọn mình mua rất là nhiều máy tính ở trong tiệm net luôn mày thấy không? Đó, nhưng mà tại vì tiền lãi ngân hàng nó cao quá, bọn mình không có tiền trả tiền lãi, bạn coi nè, hiện tại lãi bây giờ nó lên đến tận 20 mấy ngàn đô rồi. Oh my god. Trời ơi, bây giờ nó đóng cửa luôn, nó không cho mình vô luôn rồi bạn ơi, mà nó còn quăng rác lật đổ cây của mình nữa chứ. Ủa vậy là tụi mình thất nghiệp rồi hả? Cái gì vô? Bây giờ không biết sao luôn bạn. Trời ơi. Thôi Phong ơi, tôi nghĩ bây giờ mình không thể nào làm tiền nét được rồi Phong ơi. Bán tiền nét thôi. Không, không được. Lần trước tôi làm tiệm nét tôi bị Sammy báo phá hư hết một cái tiệm nét của tôi rồi. Lần này là tôi không thể nào mà để tôi thất bại lần này được. Lần này tôi phải trở thành đại gia tiệm nét, bạn hiểu không? Không được. Ủa, bây giờ không có tiền đâu, bây giờ gọi là ngân hàng tới siết nhà rồi, giờ bán thôi chứ sao giờ. Bây giờ tôi biết là ngân hàng gọi là siết nhà của mình rồi, hiểu không? Nhưng mà thôi không sao cả. Hiện tại bây giờ ở dưới quê tôi còn chiếc xe. Bây giờ tôi về quê á, tôi bán chiếc xe đó xong tôi lấy cái tiền đó tôi mở một cái cửa tiệm gì đó tôi bán. Đó xong rồi tôi sẽ lấy tiền đó để tôi chuộc lại tiệm nét của tôi. Ok. Đi về quê. Được, bà yên tâm đi. Bây giờ là tôi với bà đi về quê của tôi nha. Đi về quê, đi. À, quê là nuôi cá trồng thêm rau. Đúng rồi, quê tôi hướng này, quên nhầm. Đó, bây giờ mình sẽ về quê, mình kiếm tiền để mình lên mình chuộc lại tiệm net của mình nha các bạn. Không thể nào để tiệm net của mình phá sản như vậy được. Trời ơi là trời. Ok, đi. Later. Ở nhà quê mới lên. Em ở nhà quê mới lên. Ui, sao vậy. Đây, tới nhà tôi rồi mấy bạn ơi. Tới nhà tôi rồi, đó, đây. Xin giới thiệu với bạn Fan và Sammy, đây chính là nhà của tôi đó, đẹp không? Nhà của ông hả? Đúng rồi. Ủa, mình sẽ cái nhà ở trong rừng, không có hàng xóm gì hết trơn vậy? À, nhà tôi ở trong rừng á là bởi vì ngày xưa gia đình tôi có cái truyền thống rất là thích hát văn nghệ. À, rất là hay hát karaoke, đặc biệt là 12 giờ trưa với lại 12 giờ đêm là nhà tôi hát karaoke. Đó, cho nên là hàng xóm đuổi tôi lên trên rừng sống luôn. Trời ơi, đuổi đúng rồi, ồ ngà ông chết à. Trời ơi, thôi bây giờ chung ở này nhà tôi đó. À đây, xin giới thiệu với Sam ở bạn, đây chính là cái xe mà mẹ với ba tôi đã cho tôi đó. Hình như bây giờ tôi nói Sam nghe nè, bây giờ mình không có tiền để mình làm lại tiệm net, cho nên là bây giờ mình bán cái xe đi để mình lấy tiền mình làm tiệm net, ok không? Bán cái xe luôn hả? Bán luôn, để chữ for sale nè, bán luôn. Trời, bán được chứ. Rồi bây giờ mình ra ngoài mình rao mình bán nha các bạn nha. Quay mua xe không? Quay mua xe không? Rao như bắn cá bắn chợ vậy mà ông rao dưới rừng này khỉ tới mua chứ người gì tới mua. Ừ ha, ngoài rừng gì ai tới mua trời. Ủa? Ui có. Có nha. Trời. Wow, anh này ngầu quá vậy. À, anh này ù cháy quá vậy. Ui, anh này đầu chọc nè, xăm hình nè. Trời ơi. Ôi anh này còn đeo khuyên tai nữa nè. Trời ơi ngầu quá anh ơi. Wow. Rồi bây giờ hello anh. À, anh ấy muốn mua chiếc xe của chúng ta. Ok, dạ rồi em muốn bán xe. Ổng mua chiếc xe của chúng ta với giá là 3.800 đô. Sao mà là ủa mình đặt 4.000 mà sao giờ xe xuống 3.000 là sao ông này sao? Thôi nhưng mà xe cũng cũ rồi, thôi giờ mình bán tạm đi để mình gọi là người ta mình làm lại tiệm net mà đúng không? Không sao đâu, yên tâm đi. Rồi bán luôn. Trời rồi ơi, nhanh vậy, mới đó mất tiêu cái xe luôn, mất cái xe luôn còn mỗi tờ giấy à. Trời ơi mất tiêu cái xe luôn bạn ơi, ghê thiệt. Ok thôi được rồi, bây giờ là có tiền rồi nè, bây giờ tôi với Sammy sẽ đi kiếm công việc gì đó đầu tư để bọn mình lấy tiền đó, bọn mình mở tiệm net. Nói chung là tôi nhất quyết là tôi phải làm tiệm net, ước mơ của tôi là mở tiệm net, hiểu không? Wow. Chỗ này có cái trạm xe buýt nè, thôi mình đi xe buýt cho nó nhanh đi. Ok, 10 đô một lần đi. Hơi đắt nha. Có vậy. Thôi kệ đi luôn đi. Đi. Rồi ok, tới thành phố rồi nè. Ủa mà thành phố gì mà sao nhìn cũng không có ngôi nhà nữa hết vậy? Trời ơi. Ủa rồi xong rồi, bị lừa rồi, đặt xe buýt lên thành phố mà nó chở mình vô rừng, nó thả mình ở đây các bạn ơi. Gì vậy? Trời ơi, ủa khoan từ, chỗ này có gì nè. Xui nữa. Ủa, khoan từ, ở chỗ này hình như là một cái cây xăng nè Sam. Ui, ê Sam, hay là bây giờ mình mở cây xăng mình bán đi, mình bán cây xăng là mình cũng kiếm được tiền đúng không? Cái gì, mở cây xăng hả? Đúng rồi, đây. Được. Đây nè, mình mua cái cây xăng này với giá 889 đô. Bây giờ mình mua cây xăng xong mình mở cây xăng ở đây nè, mấy cái xe ta đi ngang mấy cái đường ta hết xăng ta vô ta đổ xăng đó là mình kiếm tiền được, hiểu không? Cũng được á. Cái nghề này cũng ổn á. Ok, mua luôn 800 đô. Mua rồi, ok. Hiện tại chúng ta đang còn 2.900 đô các bạn ơi, cũng khá cũng nhiều, cũng còn nhiều okay. Không sao hết. Rồi còn cái này là gì đây? Cái này như là rác nè, là mình phải dọn nữa các bạn. Ok, dọn. Trời ơi, nguyên cái bọc rác luôn, đem bỏ vô thùng rác nè. Đó, ok vô. Rồi. Rồi bây giờ mình phải đi dọn rác nha các bạn nha. Hiện tại bây giờ là cái chỗ này của mình là hơi nhiều rác đó, cho nên là mình phải dọn dẹp hết các bạn hiểu không? Cho sạch để xe nó tới. Đúng rồi, cho nó sạch.
Rồi dọn nè, dọn luôn nè. Trời ơi, mấy cái ống này nặng lắm sao khinh nổi trời. Được không? À được luôn hả? Trời ơi. Dọn cái này luôn. Rồi nguyên bọc rác nè, bây giờ mình ngắm mình chọi thùng rác nha. Ấy. Trời. Trời ơi, rớt ra ngoài. Nó rớt ra ngoài rồi, phải đi lụm lại. Cái này là bảo vệ môi trường nha bạn đó. Mình là mình có ý thức lắm mấy bạn ơi. Đó, lụm nè, bỏ thùng rác nè, nó phải đỏ, bỏ đúng nơi quy định nha. Trời ơi, nhiều rác. Có con mèo nè. Bé Cam. Ủa. Bé Cam đi đây chơi con. Bé Cam nè, từ từ để mình thu phục bé Cam luôn. Rồi, thu phục bé Cam rồi. Ok. Cam đi đây chơi mấy bạn ơi. Ủa, bên đây có bé Đậu. Bé Đậu, ăn chó hả? Bé Đậu nè. Đậu sao đen chứ con? Bên này là đậu đen đó, cho nên đậu. Nó đen vậy thôi, hiểu không? Trời đó, ok ơi. Rồi, thần phục nó luôn. Tự nhiên vô đây gặp bé Cam, bé Đậu các bạn. Rồi, bao rác nè. Để mình chọi qua đó tí nữa mình lại mình lụm sau. Chọi nè. Vô không? Rồi, không vô luôn. Ok, mình sẽ dọn hết đống rác này, chúng ta sẽ quay trở lại nha các bạn nha. Rồi, bỏ bao rác cuối cùng vô thùng rác. Bây giờ thì mình sẽ gọi xe rác tới để nó chở rác đi. Nói chung là mình làm cái gì cũng phải cần gọi là sạch sẽ, vệ sinh đó. Thì người ta mới vô cây xăng của mình ta đổ. Các bạn hiểu không? Vậy là tí nó xe đổ rác đổ xăng không vậy? Xe đổ rác hả? Xe đổ rác tới nó lụm rác chứ đến đổ xăng làm gì? Đổ rác, đường đổ xăng cho có tiền. Từ từ đây, mình vẫn chưa mở xong nữa. Mình mới dọn rác thôi, mình chưa mở sao người ta đến đổ xăng được sao? Rồi. Ok. Rồi anh ơi, anh dọn rác giúp em nhanh ơi. Đây qua anh dọn ra trời trời vô. Rồi anh ơi vô dọn rác giúp em với anh. Ủa? Ủa anh là nhân trộm vậy? Sao anh này anh là làm nghề gì anh ơi? Anh là làm nghề thợ chở rác mà sao anh bịt mặt giống ăn trộm vậy? Uy tín không vậy? Sao thấy không được uy tín lắm nha. Từ 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 đây em bỏ rác lên xe cho anh nè. Rồi. Cảm ơn anh nha. Chắc là ảnh làm thiệt á, tại ảnh anh sợ nắng. Đúng rồi, cái này là bịt, cái này là gì ta? Đồ. Đúng rồi. Khẩu trang đồ đó. Đúng rồi, cái này giống quá. Kiểu ảnh sợ nắng á, anh muốn đẹp da cho nên. Anh bịt mặt lại đó. Trời ơi, nãy hết hồn tưởng tới trộm. Rồi. Em mà tính là mình có gì đâu mà trộm. Đúng rồi, mình đâu có gì đâu đang trộm. Rồi. Bây giờ là lụm cái búa nè, bây giờ mình sẽ lụm cái búa để làm cái gì đây? Phá mấy cái kia hả? Lại bấm vô cái này hả? Ui. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, cái gì mà hay quá vậy? Cái búa đập xuống cái thành ngôi nhà. Wow, lấy cái búa đập xuống đất thành ngôi nhà luôn nha các bạn nha. Đẳng cấp. Kia là đẳng game cấp này. Ấn Độ vô. Game này Ấn Độ quá. Game này Ấn Độ quá. Mỹ thì sợ đập cái búa xuống là thành ngôi nhà. Bây giờ tới lượt sửa cái này nè. Hồi nãy mình sửa cái kia. Đập xuống cái thành cái. Rồi, cái này là nó đang bị bể, bị nứt rồi nè, mình đâu, sẽ sửa lại. Gì? Không, nó chỉ sửa lại thôi chứ không có gì hết trơn á. Okay. Rồi, nó bình thường rồi nè. Sửa cái kia, ủa sửa cái xăng bằng cái búa à? Rồi, bây giờ là sửa cái đồ để người ta đổ xăng đó. Cái này người ta gọi là gì tôi không biết nữa. Đó, ok. Rồi. Tới lượt cái đống đằng sau này là thành cái gì đây? Sammy đoán rồi. Cái này là cái gì? Tôi nghĩ là cái cầu trượt. Cái cầu trượt. Sao lại cái cầu trượt? Giống cái cầu trượt cái giống gì vậy? Cái cầu tiêu. Trời ơi, cái toilet. À. Nó là cái cầu mà. Là mình chui đây, mình đi toilet ở đây luôn hả? Ủa khoan từ, nó hơi chuối nha. Cái gì vậy? Nó phải có cái toilet chứ. Không, cái này có toilet. Trời ơi, cái gì vậy trời? Từ từ để Phong lên mạng coi. Đây bây giờ đầu tiên là Phong sẽ order cho Phong một cái này là cái tính tiền nè. Máy tính tiền. Đúng. Phải cần máy tính tiền. Ủa mấy cây xăng mà sao lấy máy tính tiền kia vậy? Order cái toilet thì mình làm cây xăng mình phải tính tiền chứ. Đúng không? Rồi, mình mua thêm cho mình cái này đi. Cái này là để đựng đồ nè. Mình mua nhiều xíu. Rồi ok. Rồi bây giờ ai giao hàng ta? Có ai đến giao hàng không ạ? Tôi không biết nữa. Chắc là mình chờ xe đến giao hàng đó. Mình đứng đây mình chờ xe giao hàng đi. Tí nữa sẽ có cái xe nó chạy trên kia xuống sao hiểu không? Đó, xong nó đến nó giao hàng cho đúng mình. Không? Đúng rồi. Lâu quá ta. Hơi lâu nha. Quay con đậu nha, mình đi đâu kìa. Đậu ơi, đậu đi đâu vậy đậu? Đậu đừng ra ngoài đường xe. Xe nó không tới tung chút giờ. Cái gì vậy? Anh nào đây? Ui. Trời ơi, đi từ đâu vô? Trời ơi, ba anh luôn hả? Trời ơi, cái gì? Trời. Anh này chơi chọi không vậy? Anh này, ủa shipper người ta không chạy ngoài đường vô, sao người ta từ trong rừng người ta đi ra ta? Trời ơi. Kỳ vậy? Ai biết đâu, shipper kỳ quá. Rồi, cái này là cái kệ nè, mình sẽ đem vô trong nhà, mình để đây. Ok. Ồ. Tiếp theo sẽ là cái toilet đó. Toilet. Cái này là cái toilet mà, đâu phải cái nhà kho đâu. Tưởng cái nhà kho. Sammy không tin Phong gì hết đó. Cái toilet. Ơi nhưng mà toilet này nhìn nó hơi dơ nha. Sao nó dơ quá ta? Nó dơ quá vậy. Thôi tại vì là kiểu gọi là mình cũng nghèo mà. Đó, mình nghèo mà cho nên là mình tiết dùng toilet. Thôi. Dùng toilet dơ xíu bạn, 11 mình làm toilet xịn sau. Đó ok. Toilet mà lắp điện vô mở ra mở vô toilet cho tôi á. Đúng rồi. 11 mình làm toilet tự động luôn, mình đi vô là cái cửa toilet tự mở ra luôn đó. Rồi ok, xong. Bây giờ thì mình sẽ mua xăng về để mình đổ vô cây xăng của mình, hiểu không? Mình sẽ mua 100% luôn đi. 100% là 463 đô, hơi đắt tiền đó, hơi kệ. Rồi. Mua luôn. Rồi ok, đó. Có xăng rồi. Đây. Ôi, xe xuống. Rồi bây giờ mình để xe xuống nè. A few minutes later. 1 hour later.
One eternity later. Sao lâu quá ta? Xuống dốc mà sao nó lâu vậy? Sao nó lâu vậy anh ơi? Xe anh hết xăng hả? Sao xe anh chở xăng mà hết xăng hay gì vậy? Xe anh hết xăng rồi. Rồi, dây vô, dây vô. Đưa cái tay vô, dây vô. Vô đây anh ơi. Để dây vô, dây anh ơi. Vô. Anh ơi, ở bên này anh ơi. Anh ơi. Ủa sao anh chạy đâu vậy anh? Rồi lừa rồi, lừa rồi. Ủa? Không, anh dây xe, anh dây xe. À, anh chạy xe vô đây, anh chạy xe vô đây. À. Rồi bây giờ mình sẽ đem xăng mình đổ vô cái bình này nè. À, đổ vô cái này nè Sam. Mình không biết, mình không biết, mình hiểu lầm ảnh. Làm nghề, mình làm nghề vậy đó, mà con nét sao biết cái này được? Đúng rồi, không mình cả. Lần đầu tiên làm cái này mà. Rồi làm gì? Anh hút vô hả? Anh qua cái mặt cái ông anh cái anh kia có nhìn coi. Ủa sao anh vẫn chùm mặt vậy anh ơi? Hồi nãy anh đổ rác là cũng chùm mặt mà sao anh cũng chùm mặt vậy? Thế phải ông có gì ông á? Sao mà tôi thấy mấy cái anh này cứ nguy hiểm thế nào á sao mà. Trời ơi. Rồi ok xong rồi đó. Rồi bây giờ là cây xăng của bọn mình là đầy đủ hết đi nha các bạn nha. Mở tiệm nha khai trương. Đó khai trương nha, bây giờ là có cây xăng nè, có nhà nè, có toilet đủ kiểu luôn. Ok. Em mà cách xa quá. Ui có cái xe ở xa kìa. Ui đây. Bây giờ mình cầu mong cho người ta hết xăng đi. Mình cầu mong cho hết xăng. Hết xăng đi. Vắt vô. Không, người ta phải hết xăng người ta mới vô, hiểu không? Mình phải cầu mong người ta hết xăng. Rồi. Người ta vô thiệt. Wow. Ủa sao anh này quen ta? Không biết. Sao anh này giống cái anh hồi nãy mua xe của mình á? Thấy không? Giống. Ê ảnh á. Phải ảnh không? À không, anh kia là có bông tai với lại hình xăm, anh này không có. Xe màu trắng mà. Ủa sao xe dơ chứ người ta? Ừ xe này hơi dơ nha. Rồi anh trai đổ xăng anh trai. Rồi anh trai ra ngoài nha. Em đổ xăng giùm cho anh trai nha. Trời ơi đẹp trai quá anh ơi. Anh Lanh làm tóc ở đâu đẹp quá vậy? Tóc này đẹp nha. Thích á. Tóc đâu mà làm. Anh thả miệng ra em đổ xăng. Nhầm. Đổ xăng vô xe. Lộn. Rồi đó nó đang đổ nè thấy không? Bao nhiêu đô? 4 đô, 5 đô. Ui tiền của tiền. Trong lúc đổ xăng anh em mình tâm sự với nhau xíu nha. Dạo này sao? Mới làm tóc ở đâu đẹp quá vậy? Em là em cũng tính cách kiểu giống anh á. Anh tưởng tượng đi. Cái mặt của em mà để mái tóc giống anh là hơi bị đẹp trai luôn. Không, em này em khen thiệt mà chứ khen giả đâu. Dạ. Dạ thôi. Anh hơi cọc quá, anh sắp tát. Sao anh? Dạ sao anh? À anh đừng quýnh em hả? Dạ thôi em nói không nói chuyện với anh nữa. Dạ dạ. Nói thích nói quá. Thích nói chuyện với khách vui hả? Thì mình nói chuyện mình phải giao lưu với khách chứ. Lời nói ai lựa lời kỳ. Ui gì đổ nhiều dữ hả? Anh đổ nhiều mà, anh đổ 100% luôn mà. Trời ơi. 60 đô. Dạ rồi, ok anh. Rồi anh đi đâu hả? À mắc vệ sinh. À anh đi toilet. Dạ rồi, để em tháo xe cho anh nha. Rồi ok, rồi. Lắp vô nè. Em xem coi anh đi vệ sinh được không? Anh ơi, anh đi vệ sinh anh cần giấy không anh? Nhưng mà không có em giấy, chết rồi tôi lấy không có giấy. Ừ hai em chết mình quên mua giấy. Không ra lượm bụi tre, bụi cỏ gì đó, đưa cho anh đi ra lượm cái cây vô. Anh ơi, anh đi toilet anh đợi em xíu nha. Em ra em xé anh cái lá. Đúng rồi. Để xíu. Xẹt. Ờ đây em hái cho anh cái vô, lá nha. Nhảy vô quăng vô. À chậu vô cho anh. Rồi. Ok. Rồi hình như anh đang đi toilet á. Ờ không, người ta đang đi toilet thì mình đứng mình nhìn người ta nó kỳ đúng không? Đóng cửa toilet này nè. Rồi, bây giờ anh vô anh tính tiền đó. À ok. Dạ rồi, ra mời anh vô, mời anh vô. Mình vô nha. Ủa anh mắc cái cửa hay gì? Ủa anh đâu rồi? Anh ơi, sao anh không vô anh đứng ngoài cửa chi anh? Vô đi anh. À rồi, vô. Kẹt. À chắc là ảnh đang ngắm cái cửa của mình á, tại cái cửa của mình đẹp. Ok. Rồi tính tiền. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ rồi. Thank you anh nha. Dạ rồi, bye bye anh. Trời chúc ơi. Anh vạn sự bình tĩnh. Dạ. Rồi ok, từ bấm tab lên coi hình như là mình phải mua thêm cái gì nữa nè. À mình mua thêm cây xăng. À nhiều. Ok, được mua thêm cây xăng đi để mình bán đi, được á. À đây bên đây có bán thêm đồ ăn nè, hay mình mua thêm đồ ăn nữa mình bán cho khách đi. Được. Được đây nè. Có bim nè. Đó, nước ngọt đồ kiểu nè. Đó, rồi. Mua. Rồi anh kia lái xe về chờ anh kìa. Dạ rồi, nói chung là cảm ơn anh nhiều nha. Bye bye anh. Lần sau nhớ ghé qua cây xăng của bọn em. À đây để bọn em đẩy xe giúp anh nha. Wow. Dạ anh đi cẩn thận. Dạ rồi. Rồi đây để em đẩy xe cho nha. Xe nhìn hơi cũ nên là chắc chạy khó. Dạ rồi. Nói chuyện vô duyên quá. Thôi. Mình đang giao lưu với khách hàng sao hiểu không? Vô duyên gì? Vô duyên quá. Rồi bây giờ xe mới. Không ai vậy đâu, không ai muốn đi luôn. Không ai muốn tới đổ xăng che khôn à. Mấy bạn ơi, cái đó là mình đang giỡn ở trong game thôi. Ôi nha mấy bạn. Mấy bạn nói vậy là bị quật á. Chứ ngoài đời mà nói gì là bị đánh. Bị ăn đó mà ăn đúng nha. Chứ không ăn hết trơn nha. Bây giờ mình đứng đây mình chờ xe tới. À đây. Anh shipper tới quăng đồ. Anh shipper tới, ba anh shipper. Trời ơi, ba anh này hình như là ba anh em sinh đôi hay sao á. Đúng đi, không? Ê, mình tự đi cuốn đường coi mấy anh đi đâu. Thử quay. Thôi mình lo bán hàng đi, mình đi theo ảnh làm gì. Nhiều chuyện quá. Nhiều chuyện quá.
thích nhiều chuyện. Thôi bây giờ đi, nếu như mà mấy bạn muốn mình làm thêm tập sâu về cây xăng này nữa thì mấy bạn nhớ comment cho mình biết, mình sẽ đi theo dõi thử coi cái anh shipper kia là từ đâu đến. Tôi muốn làm cho nhanh để tôi làm con nét vui hơn. Nét vui hơn à? Con đây gì ta nhìn cô đơn quá. Thì mình làm cả hai luôn, mình vừa làm quán nét mình vừa làm cây xăng luôn đúng không bạn? Wow. Cây xăng để ngoài kia. Rồi bây giờ mình đem này ra, mình gắn thêm một cái cây xăng nữa nè. Có, cái này là bánh nè, xếp bánh vô. Rồi ok, có cái này cho khách ăn ăn kèm. Ok, có mấy này lụm vô luôn đi. Lụm được không? Ôi không lụm được. Rồi hình như là trời cũng tối vậy sao mà. Nè, ông mặt trời chuẩn bị xuống núi nè, sắp tối nè. Thôi chắc giờ mình về mình ngủ nha bạn, rồi ngày mai mình ra mình làm tiếp nha. Đó, ok, đi về nhà ngủ. Rồi, về nhà nè. Ok. Wow, vậy là một ngày làm việc rất là mệt luôn. Đó, nói chung là ngày đầu tiên là thấy là mở cây xăng ra là có khách mở hàng là cũng ok rồi đó. Bây giờ về nhà ngủ rồi, ngày mai gặp lại nha các bạn nha. Ok. The next day. Rồi, trời sáng rồi các bạn ơi. Chúng ta sẽ cùng nhau làm cây xăng tiếp nha các bạn. Hôm qua là có khách vô nè, hôm nay hy vọng là sẽ có thêm khách vô nha. Ok. Tôi nghĩ không coi. Có khách ghê luôn á. À, mình sẽ mua thêm đồ cho khách đi. Ok, đó, để cho khách vô khách mua đồ ăn. Ui, có đánh giá nè. Không sao quá, trời, tao đánh giá không sao sao ơi. Cái toilet nhỏ quá. Toilet nhỏ quá hả? Đúng trời rồi. Ơi, người ta đánh giá không sao, mình đang nghèo mà. Không cho giấy chùi. Không cho giấy chùi á. Rồi bây giờ mình ra mình đợi anh shipper tới nè. Anh shipper đâu anh ơi? Nè, anh shipper đi trong rừng ra nha. Bí ẩn quá. Có sao nào? Bí ẩn quá ta? Mấy bạn có để ý là anh shipper rất là bí ẩn không? Có một tập phải tìm hiểu anh shipper này từ đâu ra. Nếu các bạn muốn mình sẽ làm một tập theo dõi anh shipper để coi anh shipper đi đâu các bạn ạ. Tự nhiên trong rừng chui ra ông shipper. Lạ ghê. Hơi kỳ nha. Anh trai. Sao có tiếng xe cảnh sát vậy? Tôi nghe tiếng xe cảnh sát. Ủa tôi có làm gì đâu trời. Ủa em không làm gì nha, em không làm gì nha mấy anh ơi. Em làm cây xăng thôi, em có làm gì hết trơn á. Ui, ủa? cảnh sát tới. Ủa? Anh ơi, bọn em đâu có làm gì đâu anh. Bọn em làm cửa hàng, bọn em là bán cây xăng đàng hoàng mà. Trời. Bọn em đâu. Trời ơi. Ủa gì vậy? Phao nó tin, nó tưởng mình làm gì đó. Trời ơi. Nó tưởng mình là gì ta, ăn trộm hay gì đó vô. Thôi không sao, nói chung là nghề nghiệp người ta phải kiểm tra, hiểu không? Trời ơi. Hết hồn, tôi tưởng tôi làm gì sai. Tôi tưởng làm gì sai mày. Người ta vô xong tìm ra được dưới chân, người ta chạy ra. Ồ, có xe kìa. Này chắc là người ta vô đổ xăng đó. Tôi đừng hy vọng lắm bạn ơi. Đừng nói chuyện vô duyên nha. À, tôi sẽ không nói chuyện vô duyên nữa, tôi nói chuyện vô duyên lần sau người ta không quay lại. Ủa xe màu hồng đáng yêu quá vậy? Vô. Chị ơi, vô. Chị ơi. Vô chị ơi, vô. Ờ đúng rồi. Trời chị ơi, xe chị đẹp quá vậy? Đẹp quá nha, màu hồng, chị thương cánh sen đó chứ. Trời ơi, bạn em thích lắm nha, chị bán lại không? Ôi, có thể chị này cũng xinh gái quá nè. Ôi, chị này cũng xinh lắm nha. Ủa, thích màu hồng nè. Nhà giàu, đây, để em xíu, đây để em đổ xăng cho chị nha. Dạ. Này, đổ xăng. Rồi, đem đổ xăng cho chị nha. Đó. Dạ rồi, ok. Bây giờ mình đợi nha bạn nha, đợi cho nó đổ xăng xong đi. Ui, có cái xe màu đỏ vô nữa nè. Trời ơi, nhiều khách quá. Ủa, nhiều quá vậy, Ekeron không vậy? Cái xe này chắc là xe Ekeron nè. À không, cái này là chị gái nha, này chị gái. Wow, chị này cũng xinh lắm nè. Trời ơi, tóc màu đỏ y hệt cái xe luôn. Trời ơi, đẹp quá. Trời ơi, ui, tóc đẹp nha. Quá vậy. Tóc chất nha. Wow, ngầu quá chị. Rồi, ok, để em đổ xăng cho chị nha. Rồi, đây, đổ hai cái xe luôn bạn. Chị đổ đầy bình đó chị. Dạ, yeah, ok. Ê, chị kia đi toilet kìa Phong. Chết rồi, sợ chị kia. Sợ đánh giá ghê. Chị kia đánh giá không sao nữa, chứ mà coi tại toilet của bọn mình gọi là cũ với lại nhỏ quá. Trời ơi, thôi không sao. Mốt mình có tiền mình nâng cấp lên sau. Xe chị này xong rồi nè. Xe đẹp, sao nhờ? Đẹp. Xe này đẹp dễ sợ luôn á. Wow, coi như mà nó hơi xước cho chị ơi. Trời ơi, sao xe ai cũng đẹp, cái xe hãng mà nó xước vậy trời. Mà đẹp quá, trời ơi, tôi mà có tiền tôi mua cho Sam chiếc xe này luôn nè, có biển số xe luôn nè. Đó. Trời ơi, đẹp quá, xe nhỏ hình quá. Trời ơi, đẹp thiệt sự. Ôi, chị tính tiền. Đây. Chị để em xíu, em tính tiền cho chị ơi. Ê, xem mà cái chỗ tính tiền mình xa quá vậy. Sao ai vô đây cũng đứng ngoài đây vậy? À, rồi. Đây, em tính tiền cho chị nha. Dạ, mua cái gì đây, mua sô-cô-la. Bánh, sô-cô-la, nước nữa. Rồi, tính tiền. Okay. Dạ, cảm ơn chị. Rồi. Cảm ơn chị rất nhiều. Rồi, để ra ngoài kia coi chị kia sao rồi. Đây, em tới liền chị ơi. Ủa chị đâu rồi? À chị đi toilet. Trời ơi. Ê, sao ai tới tiệm xăng mình là đi toilet cái gì đó? Ừ, ai tới tiệm xăng của mình cũng đi toilet trơn á. Đây nè, trời ơi. Chị uống nước chị còn vứt rác nữa nè. Ơi, cái bà này không có bảo vệ môi trường dưới trơn. Đây nè, coi Phong này nha, Phong đứng từ xa không trời nè. Chu. Yeah. Rồi, chúc chị về nhà an toàn á chị. Sao nhìn mặt chị ghê quá vậy? Chị lắc lư cái đầu. Ủa tụi có ai ngoài vậy? Ồ có anh nào tới nè. Anh nào đây? À anh này tới mua đồ ăn hay sao á. À ở đây chị này tính tiền. Để okay, mình vô tính okay. Tiền. Dạ rồi, ra đây để em tính tiền cho chị nha. Dạ. Thank you darling. Rồi. Dạ thank you chị, cảm ơn chị. Trời ơi chị dục rác. Trời ơi bà nội.
chị này thiệt luôn á, trời ơi. Về lụm rác rồi trời ơi. Dạ, good morning anh. Rồi thôi mình để tạm rác ở đây đi rồi, tí nữa mình dụp sau. Nhìn chất vậy mà sao thích đủ rác vậy trời. Nhìn chất vậy mà dụp rác bừa bãi. Dạ rồi. Ok. Dạ, của anh một hộp bim bim, 2 đô. Dạ, anh kêu anh. Ủa, sao kêu một dụp rác vậy? Sao ai vô đây cũng dụp rác hả vậy? Trời ơi, đi. Tức thiệt chứ. Sao? Cái nhà của tôi phải có bãi rác đâu mà dụp rác. Trời ơi. Dạ rồi, chị đi cẩn thận nha, để em đẩy xe chị nha. Dạ, đây, 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 đẩy xe chị nè. Rồi. Chúc chị đi an toàn nha. Đây, để em đẩy xe chị. À, dạ rồi, để em đẩy xe chị nè. Trời ơi. Ôi, lật. Xin lỗi chị. Dạ. Rồi, chị đi cẩn thận chị ơi. Trời ơi, cái gì xe gì kỳ vậy? Để em đẩy xe chị. Trời ơi, xe chị này không chạy được. Em đẩy mà lật cái bánh người ta vậy. Tôi đang đẩy xe chị chạy nè. Rồi. Rồi, rồi chị chạy được chứ chị? À, rồi, ta lùi xe. Trời ơi, xém nữa tôi đẩy cái xe chị văng lên trời luôn. Rồi, chị đi cẩn thận nha. Rồi, bye bye chị. Trời ơi, sao cái xe chị nó dễ bị văng lên trời quá vậy? Ông đã xe cổ ơi, có. Thôi thôi, chị làm gì chị làm. Rồi. Đi, em muốn giúp thôi chứ không gì hết trơn á. Wow, chị này ngầu quá vậy. Sao chị này nhìn so cool, nhìn kiểu cướp biển á nha. Trời ơi, so như là nhân vật game vậy. Nhìn giống nhân vật trong game á. Trời ơi, sao xe xước vậy. Sao mấy xe này xước quá vậy trời. Đi đánh cái gì vậy, đi đua xe cái gì vậy. Chị ơi, có chừng kén trúng đầu. Chị ơi. Trời ơi, cái bà này. Trời ơi, chị lái xe cái gì, chị lái gì. Sao lát mà bà còn tung đầu cho tôi nữa. Trời ơi, chị lật cái xe chị qua đây đi, rồi chị đi đi. Trời đâu ơi, cẩn thận con. Đâu? Ơi, con ơi, chờ cái bà đó đây. Trời ơi. Chị này chị quá đen, tôi lật chị cái xe quá... chị nè, tôi lật cái xe, chị tôi lật cái xe. Trời ơi, tôi có nghĩa khoảng đậu sao không con? Đậu ơi, đậu sao không đậu? Đậu sợ quá, đậu. Trời ơi, mặt đậu luôn kìa. Đậu sợ, nhìn mặt đậu ngu luôn rồi trời. Nó tội quá kìa. Rồi cái chị kia chỉ đi rồi. Trời ơi, quá đen thiệt sự. Ôi, xe không cần tư duy kìa. Xe này xong chưa? Chưa xong luôn. Dạ rồi. Xe này hợp với ông á. Xe này màu xanh dương à. Xe này là xe của tôi nè. Hợp được, với tôi nè. Hợp tuổi luôn. Anh có thể tặng em cái xe được không anh? Rồi anh không thèm quan tâm tôi luôn sao mà. Toilet luôn. Rồi xe của chị xong rồi chị ơi. Dạ đem gắn cho chị nha. Rồi ok bạn ơi, nói chung là ngày hôm nay thì tôi đã cùng với Sammy, bọn tôi đã mở được một cái cây xăng, nói chung là bán xăng đồ kiểu đó đó. Rồi sau đó là bọn tôi đang khởi nghiệp từ từ. Hy vọng rằng trong tập sau thì bọn tôi sẽ kiếm được thật nhiều tiền để có thể chuộc lại tiệm net của bọn tôi đó. Đó, khi nào mà chuộc lại tiệm net xong thì mình sẽ làm tập cuối của tiệm net nha. Và nếu như bạn nào muốn mình làm tiếp tục về cái tựa game làm cây xăng này á thì bạn đừng quên là comment xuống bên dưới, mình sẽ làm thêm làm cây xăng tiệm xăng bất ổn. Ok, đã có gì nữa ha, các bạn đừng quên comment nha để tụi mình làm nha. Đúng rồi, mấy bạn muốn mình làm công việc gì trong game nữa, bạn nhớ comment cho mình biết luôn nha. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ video đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho mình sẽ kết thúc video tại đây. Mấy bạn hãy cùng đón xem coi liệu rằng trong tập sau Phong có thể chuộc lại được tiệm net không nha. Ok, rồi đem tính tiền cho anh nha. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn những video sau nha. Bye. Tạm biệt. Bye bye fan đi anh. Dạ rồi. Ui, có người đánh giá 1 sao. Wow, có người đánh giá sao? Nè, 3 sao. Wow. Ủa từ. Very dirty bloody. Cái chỗ này nó dơ quá. Chỗ này dơ quá. Thôi anh ơi, cảm ơn anh đánh giá 3 sao nha. Lần sau bọn em sẽ dọn dẹp sạch sẽ hơn. Ui. Trời, hết hồn. Rồi ok, thôi bye bye các bạn nha.